Chú ấy cũng công nhận cô nói có lý nhé. Chứ không hôm nay kiểu gì tôi phải tát cô.
Ôi, chị ơi. Ê, có chuyện gì đấy chị ơi? Chị có thai mấy tháng rồi? Ôi thế à? Chị ơi, có thai là phải cẩn thận đấy nhá. Ờ, bây giờ chị cần gì chị cứ bảo em làm ngay. Chị quên mất không nói với chú, mấy tháng nữa là chị sinh cháu. Hai đôi, mới vừa hôm qua đấy. Ôi trời, sướng quá. Thế cho nên là hai cháu phải có phòng riêng, rồi là cách nuôi nấng của chúng nó như thế nào. Vâng, đúng rồi. Anh ơi, chị có thai rồi, anh phải đối xử mẹ nào với chị ấy. Chút từ mà em thấy chị nói cũng có lý đấy ạ. Có lý quá đấy chứ lại. Nhưng mà anh thì anh vẫn cứ băn khoăn là cái cách chia chác của chị ấy. Thế bây giờ xem có cái phương án nào trình bày lại xem nào, xem có hay bằng cái phương án lúc nãy không? Thì ý tôi là thế này. Ờ, thế nào? Sinh hai con đúng không? Ờ. Thì là các cháu được hai phần, đúng không? Thế còn một phần đất là tăng gia, tôi cứ cộng lại thành một phần đi. Vâng. Thì là chia làm sáu, chú một phần, còn vợ chồng tôi và các cháu là năm phần. Này, cô không thể chia chác cái kiểu đầu đường xó chợ như thế được nhé. Chú ấy là em tôi nhá, anh em chúng tôi là phải đùm bọc nhau. Lúc nãy cô chia 3 phần, chú ấy đều có 1 phần. Bây giờ cô chia 6 phần, chú ấy lại chỉ được có 1 phần. Thế là cô chia kiểu gì? Cô ấy là hôm nay mà tôi là không đạp cô là tôi không chịu được cái kiểu chia chác của cô nhá. Sao một phần với em cũng rộng rãi rồi, mà kể cả về sau vợ em mới lên một phần cũng ok ạ. Cũng được ạ. Vâng, vâng, vâng. Anh may cho cô nhé, may cho cô là em tôi nó sống rất hòa thuận, nó đã chấp nhận chịu thiệt với mình nhé, chứ không là kiểu gì với cô. Tôi phải đảm chú kể chú. Anh, chú anh ơi chú cứ giữ chân tôi đây. Anh, chú chỉ để người hả? Chính vì có thai mới đảm, chứ không có thai là tôi chỉ có thai. Anh chú lui ạ. Anh làm như thế động thai của chị anh hưởng đến cháu em. Anh cười thôi được con. Tôi nể chú đấy. Em hoàn toàn đồng ý đấy. Nhất trí chưa? Dạ nhất trí rồi. Tất cả là tôi lo cho cái gia đình này chứ. Tôi phải lo cho con cái của tôi nữa chứ. Đúng ạ. Đúng rồi ạ. May cho cô đấy, ai chẳng biết là cô lo, nhưng mà chú ấy thiệt thòi quá, hiểu chưa? Thôi anh ơi, em không muốn làm gì em mà anh chị lại cãi nhau như thế. Em hoàn toàn thống nhất, hoàn toàn nhất trí với anh ạ. Rồi thế cần tiến hành tiếp xem cái thủ tục thì làm luôn đi. Chị đây đây chụp ký vào đây, rồi sau này có muốn xây sửa cái gì thì làm sao nó tiện chứ ạ. Dạ dạ. Chị đã đánh máy sẵn rồi ạ. Ừ, chị chuẩn bị sẵn rồi. Vâng, chú đáo quá. Có này. Thế tại sao chia làm 6 phần của chú ấy một phần mà không chia cho chú cái mảnh ở ngoài mặt tiền để cho nó dễ tiện làm ăn luôn bán, mà lại xếp chú vào cái chuồng chó này là thế nào? À, mấy hôm trước tôi đi xem bói, thầy bói nói là cái chỗ khu đất đấy là rất là vượng, mà lại hợp với tuổi của chú ấy, cho nên tôi mới chia cái phần đấy cho chú ấy chứ. Đấy, chị chú là chú đáo thế. Ở chỗ nào là nó phải hợp tuổi đấy. Vâng, chị vẫn chưa đáng như xưa. Em ký nhá. Ký đi chú. Rồi. Rồi. Thế lên nghỉ ngơi đi nhá. Xong rồi ký xuống đây anh em mình làm bàn cờ. Ôi, tôi bảo bao nhiêu lần rồi, đi qua cái bậc này phải cẩn thận chứ. Đêm qua đã đau lưng rồi, bây giờ lại thêm phát ngã này, hôm tối anh nghỉ nhá. Nghỉ cái gì? Mà này, tôi thấy cái không khí hôm nay nó khác thế nào các bạn? Khác là khác thế nào, mọi khi vẫn thế mà. Không, hôm nay nó trong lành lắm. Trong lành à? Ừ, mà nó đại loại là nó có một cái gì khác. Mà tôi bắt đầu tôi ngửi thấy có mùi kiểu như là ở trong cái luồng không khí này nó có cái mùi mình bắt đầu có tiền. Có tiền á? Ừ. Mà đâu ra thế? Ô hay ba này, hôm qua vừa mới phân chia nhau, đúng không? Vừa chia cho thằng Khôn nhà mình cái chuồng chó chỗ kia. Ừ. Còn lại tất cả cơ ngơi này là của vợ chồng mình. Bây giờ bán đi một phần, đúng không? Mình lấy tiền, thế không tiền thì là cái gì? Mà tôi là tôi tính thế này nhá. Ừ. Riêng cái bậc tam cấp này là phải phá đi. Phá chỗ này đi à? Bởi vì là hay ngã, bà hiểu không? Phá chỗ này đi, nối chỗ này ra đây, tôi sẽ xây một cái gara. Gara gì?
gara ô tô chứ còn gara gì nữa. Ô tô á? Chứ sao? Hồi bé là tôi đã thề nhá. Thề thế nào? Tôi đã thề là kiểu gì đến năm 65 tuổi tôi cũng phải có ô tô nhá. Cho nên bây giờ là phải xây gara. Ừ. Tôi sẽ chừa ra cho bà 40 phân để bà để cái xe máy của bà. Xe máy mà 40 phân làm sao mà vừa? Không vừa hả? Ừ. 45 phân. Kỳ bò thế. Thêm đi. 50 nhá. Ờ thôi được rồi. Thống nhất như thế nhá. Ừ. Chỗ này này sẽ xây cái gara. Ừ. Tôi để vừa cái ô tô và 45 phân là cho bà muốn làm gì thì làm. Còn bắt đầu từ cái vạch phấn kia nhá. Ừ. Vợ chồng mình không động đến. Cô này bà ơi. Cái gì? Nhưng mà sao có cái thằng nào nó lại đậu ở trên tường nhà mình trông như là con chim bói cá gì ấy nhỉ? Lạ nhỉ. Sao sao nhỉ? Nhà này của ai? Bán không? Dạ của, có của à? Bọn em ạ. Dạ, của vợ em vợ chồng em. À? Có bán đấy, anh dạ. Xem anh. Anh xuống đây. Anh xem thì em dẫn đi xem ạ. Dạ vâng ạ. Ui, chào anh ơi. Anh ạ, đất này là đất nhà em. Vâng, đất nhà em ạ. Còn đây là vợ em. Vâng. Thế có gì vợ em đưa anh đi xem một vòng anh nhá. Vợ em đưa đi một vòng. Thôi, xong rồi làm giá sau. Không cần phải xem. Tôi chỉ cần nhìn thoáng qua một phát là tôi biết ngay. Anh giỏi thế ạ. Anh ơi. Đây. Đất nhà em là tôi bắt đây. Đầu từ cái này đi dở ra ngoài. Vâng. Còn cái chỗ đây. Này ấy là cái chuồng chó của thằng em. Dạ của thằng em mà. Bọn em chia nhau rồi mà. Thế à? Em là anh dạ. Lớn. Nhưng mà tôi chỉ thích cái chuồng chó này thôi. Sao lại thế ạ? Anh ơi. Anh ơi. Nhưng mà này, em nói thật với anh là nó được chia một cái phần nhỏ này nó không bán đâu. Nó không bán đâu. Nó không bán đâu. Vâng. Không bán. Vâng. Sợ tôi không có tiền nhỉ? Này. Đầy tiền nhá. Nhìn thấy cái nhà này không? Vâng. Nhìn thấy không? Nhà của anh ấy. Ôi nhà tôi vừa xây cho con bồ đấy. Ôi thế ạ? À? Mà không phải là một cái nhá. 30 cái như thế này rồi. Ôi trời ơi. Chưa? Thế không à? Hiểu con bồ tôi nó thế nào. Nó lại chỉ thích cái chuồng chó này thôi. Nó xem phong thủy nó bảo phải đặt cái xí bẹt ở đây. Đấy. Mà cái hướng mặt của nó là phải quay ra hướng này. Ôi sao lại thế? À? Sao lại quay ra hướng nhà em thế? Khi chỉ làm mắt nó mới vượng ý. Mà nó đi thế nó mới mát cơ. Chả hiểu cái gì cả. Nói tóm lại là cái này là của ai? Có dạ. Bán không? Cái này đấy là của thằng em. Nhưng mà em khẳng định với anh là nó không bán đâu. Không bán đâu, chú ấy khó tính lắm. Thế bây giờ nó đâu? Thằng em đâu? Đi vắng tối mới về. Tối mới về à? Vâng. Anh có muốn mua thỏa thuận với nó. Đấy đi mà. Thôi bây giờ thế này nhá. Ít tiền quá mới mua cái đất nhỏ tí này thì. Chắc là tiền quá này xin lỗi đi. Này. Nhìn cái nhà to vật chưa? Thích giả bằng tiền mặt hay là giả bằng vàng? Hả? Không. 100 cây bán không? 100 cây ơ. Chắc là nó không bán đâu. Không bán? Nó không bán đâu. 100 cây còn không bán? Vâng. Cái chuồng chó này hả? Vâng. Thôi được rồi, giả hẳn 200 cây bán không? Này, 200 cây, bố không sống lại cũng còn bán đấy là nó. Bán không? Giấy tờ đâu? Đưa đây. Thế này, anh ạ. Anh lau gì ạ? Hả? À? Anh lau gì? Lau gọng. Lau gọng không thôi gì ạ? Cái gì nữa? Em mùi rồi ôi. Cái kính này nó quý nhất là cái gọng. Bây giờ nó gọi là human sex rồi. Human sex là cái gì anh? Nó là loạn ấy. Loạn cái gì ạ? Loạn như nào? Loạn tình ấy còn loạn gì? Chả hiểu cái gì. Thế anh ạ? Kính này là kính đắt tiền ấy. Vâng. Gọng bằng xương sống của khủng long ấy. Ui thế mua ở đâu ạ? Chuyện gì đấy? Mua ở nước ngoài chứ mua đâu nữa. Anh ơi, thôi nhưng mà bây giờ phải trở lại cái việc đất cát nhá. Đất cát? Vâng. Giấy tờ đâu? Đưa đây. Thôi, thế này. Tiền trao cháu múc luôn. Bây giờ muộn rồi. À? Sáng mai thời gian nó rộng dài. À. Anh Trang, anh em mình bóng bàn tiếp. Thế hả? Vâng. Thôi được rồi, thế này nhá.
tôi không có nhiều thời gian. Dạ. Hai vợ chồng em cứ bóng bàn đi. Dạ. Được nhá. Có cái gì sáng mai ới tôi. Dạ. Nhà ngay hàng xóm bên cạnh nhá. Vâng. Ê, anh ơi, đi đâu đấy? Trèo. Ờ không. Anh cứ đi đàng hoàng. Không phải trèo. Không phải trèo. Vâng, anh cứ đi. Vâng, anh cứ đàng hoàng. Thế cứ bóng bàn đấy nhá. Dạ vâng. Vâng, anh về ạ. Anh về ạ. Thế là lại sắp có tiền rồi đấy. Sao lâu thế nhỉ? Mãi chả thấy chú ấy về gì cả. Thì chắc là nó lại tạt qua nhà con người yêu mà. Bà này, tí nó về nhá, là làm theo đúng kế hoạch mình đã bàn, nhớ chưa? Rồi. Ừ. Đừng hoài thẳng dọc mãi thôi. Sao đấy? Tôi tính rồi, mua ngôi nhà chung cư này xong là mình vẫn còn thừa ra 150 cây. Tôi biết là tiền thừa thì sẽ làm ăn buôn bán. Thế nhưng mà tôi vẫn thích một cái xe máy tạm thôi. Ví dụ như là A Còng hoặc là PC gì đấy. Thế mà gọi là tạm tạm. Gì? Thế là bây giờ là thời thượng đấy bà. Nhưng mà không sao, tôi sẽ sắm cho bà theo yêu cầu nhá. Còn về riêng phần tôi, kiểu gì tôi phải mua một ô tô. Được, thế nhưng mà ông định mua ô tô loại gì? Tất nhiên là phải dòng xe châu Âu. Tức là tiện nghi là phải đầy đủ. Nhân thể cái đà này nhá. Ừ. Mình đổi con TV kia, nó hơi bị to. Bây giờ mình đổi sang cái con mà mỏng thôi, mình để lòng ấy. Đồng ý. Không quái. Tất nhiên, mà tôi lại mê bóng đá. Ừ, cả con máy giặt 9 cân nữa, cứ 2 ngày giặt chân một lần. À. Vì ông hôi lắm. Mà bây giờ tôi là anh lớn trong nhà, quyền huynh thế phụ, bố mất rồi. Tôi và vợ tôi phải có quyền chăm lo cho chú chứ. Thiếu chị mời chú ơi. Đấy, mà nó cứ chia chắc cái kiểu đất cát như thế này, tôi thấy chú thiệt quá. Cho nên là tôi phải cho nó công bằng, bàn bạc thì nó lại cãi lại tôi. Thế cho nên là tôi... Cái này thì tan cửa đất nhà của tôi. Anh bình tĩnh, anh cứ ngồi đây. Em thấy công bằng đấy chưa anh? Như thế nào là công bằng ạ? Em một thân một mình, em ở thế nào cũng được. Nhưng anh chị còn có cháu nhỏ nữa thì phải ở rộng rãi, khang trang chứ ạ. Tôi biết là như thế. Vâng. Nhưng chú còn phải lấy vợ, đúng không? Vâng. Rồi chú cũng phải có con. Thế mà nó lại chia cho chú có một phần mà lại đúng ở cái chuồng chó. Thế này nó có láo rồi. Thôi. Này, cô mà không chia lại để tôi nghe cho nó hợp lý nhá. Cũng là tôi bóc tôi này. Thì ông cứ ngồi xuống đi, tôi sẽ chia lại được chưa? Anh bình tĩnh để chia thế nào, nói rõ ra xem nào. Thì tôi chia cho chú ấy ở cả cái nhà này. Ừ. Ở cả cái chỗ sân, ừ. Cả vườn tượng nữa, ừ. Còn vợ chồng mình thì ở chuồng chó, được chưa? Đấy, chia thế mới là hợp lý, hiểu chưa? Thế mới là anh là chia. Em sao? Đến bây giờ em lại thấy không hợp lý. Tại sao? Em không đồng ý đâu ạ. Ừ. Bởi vì là em nói thật với anh chị chứ, ở cái chuồng chó chật lắm, ừ. Mắc màn không mắc được ạ. Thì bây giờ anh chị lại về đấy ở, thì làm sao mà ở được ạ? Em không đồng ý đâu. Được, chú cứ yên tâm, anh chị ở khổ một tí. Nhưng mà chú sướng, thế là anh chị mừng rồi đúng không? Chú còn lấy vợ, chú còn sinh sống, chú cứ ở thoải mái. Không được anh ơi, à? Không được. Thế bây giờ chú có đồng ý không? Dạ, em không đồng ý. Chú không đồng ý thì anh bóp cổ anh chết đi này. Ôi trời ơi, Minh ơi! Mình ơi, Minh ơi! Chú đồng ý chưa? Dạ, em đồng ý ạ. Thế anh phải đồng ý. Dạ, em xin anh, em đồng ý ạ. Em đồng ý hoàn toàn ạ. Thế xem thủ tục như nào để chú ấy đồng ý. Đây. Đây, chú ký vào đây. Chị lại đánh máy xong rồi ạ? Ừ, đánh máy xong rồi. Vâng, em ký luôn ạ. Ừ. Em gửi anh. Ừ, đưa cho chị. Thôi, dạ. Thống nhất là như thế nhá. Vâng. Anh chị cũng chỉ lo cho chú thôi. Vâng. Nhá. Thôi bây giờ đi tắm rửa thay quần áo. Xuống đánh nước với anh cái ván cờ hôm nọ. Mà hôm nọ là anh nhớ từng quân của chú một đấy nhá, đừng có xếp lại. Vâng. Nhá. Em đi luôn ạ. Ừ. Tất cả mọi việc bà cứ để tôi lo, bà hiểu chưa? Bà phải theo tôi nhá. Bây giờ sang gọi đại gia chuồng chó nhá. Ấy, ôi dồi ôi, anh đã đậu ở đây rồi ạ. Gia đình bàn xong chưa?
Dạ, bọn em bóng bàn xong rồi. Vâng. À, thế dạ. Mình lại xuống hả? Vâng, à, em mời anh xuống ạ. Anh xuống ạ. Ôi khéo anh ơi. Anh ơi, cứ cẩn thận anh ạ. Ôi đấy. Ôi. Ôi giời, trèo này ăn thua gì. Anh nhá, là ngày trước ấy, là nghề là quét vách trèo tường. Ôi trời à, không phải nhầm. Tức là trèo tường là làm việc ấy. Vâng, chứ không phải là... em thì em lại nghĩ là cái đấy là chắc là cái hồi mà anh bắt đầu khởi nghiệp thôi. Thì ai cũng phải vất vả. Đúng rồi. Nhưng mà anh ấy, anh đội mũ thì không thấy nóng à? Ừ, có nóng. Vâng. Nhưng mà lót hai cái lót giày ở trong đấy rồi. Ui, lót giày quế. Cảm nào thơm thế. Em lại cứ nghĩ là bây giờ nước hoa người ta sản xuất lại có mùi quế. Vâng. Thế bóng bàn xong chưa? Dạ, thống nhất là giá bao nhiêu? Bóng bàn rồi. Nhưng mà 200 cây bán không? Nói thật với anh là 200 cây ấy thì nó cũng không phải là nhiều nhặn gì đâu. Nhưng mà cái chỗ hàng xóm láng giềng ấy, anh mà mua 200 cây thế này thì thiệt cho bọn em quá. Thiệt cho chúng em quá. Đấy, thiệt quá. Cho bây giờ này nhá. Vâng. Giả hẳn một câu. Vâng. 300 cây bán không. Lại bóng bàn tiếp đi. 300 cây. 300 cây bán không. Thật không ạ? Ơ, thế không thật. Anh này, chưa nhìn thấy con bồ của tôi à? Dạ. Chưa. Nhìn thấy con bồ của tôi thì 300 cây chưa là cái gì. Ủa thế ạ? Thế nó đẹp lắm. Nó cao lắm, cao. Ngực nở, mông cong, chân dài, mồm rộng. Ôi trời ơi, nhìn thấy nó nhá, 300 cây chưa là cái gì nhá. Vâng. Thôi bóng bàn đi, tôi lại về, lúc nào bán lại sang gọi nhá. Dạ. Để tôi lại trèo về. À thôi, anh ơi, thế này. Đi cửa chính đi, lại đi cửa chính đi. Thế à? Vâng. Thế này anh ạ, ừ. Lần trước thì vợ chồng em đã bóng bàn rồi. Vâng. Nhưng mà lần này anh cho bọn em một thời gian để bọn em tiếp tục xa bàn. Vâng. Xa bàn. Được rồi. Vâng. Thế nhá. Vâng, anh cứ đi cửa trước. Đã bàn nhau như thế rồi, khả năng giá nó còn lên nữa. Hiểu chưa? Lên nữa à? Chứ sao? Ừ, thế được rồi. Ủa rồi. Thế gia đình bàn bạc xong hết chưa? Dạ, xong hết rồi. Xong rồi. Vâng. Bàn xong rồi định gọi anh, nhìn ra anh đã đại đậu ở đây rồi. Có thống nhất bán không? Để có đây đây tờ hay rồi. Rồi. Vâng, đi xuống nhá. Vâng. Ôi. Vẫn bụi như trước. À thế cậu đã nhìn thấy mặt người yêu tôi chưa? 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 Vâng. Ui giời ơi. Người yêu tôi là rất xứng đáng ngồi ở cái nhà toilet này. Ủa thế ạ? À. Vâng. Và hướng là phải quay ra đây. Vâng. Người yêu tôi đẹp lắm. Chân dài. Vâng. Ngực nở. Mồm rộng gì. Cao gì ạ? Hôm trước anh chẳng kể. Chẳng kể gì nữa. À, kể rồi, kể rồi. Vâng. Vâng. Vợ tôi là rất hợp với là ngồi ở cái toilet ở đây. Nói vâng. Rồi. Nói rồi. Nói rồi à? Biết là rất hợp rồi. Biết rồi. Nhưng vâng. Mà anh ạ, lần trước là bọn em là xin phép anh là về để xa bàn lại. Vâng. Thế thì sau khi bọn em xa bàn lại ấy, thì bọn em mới thấy là có một cái mục này mà quên để chưa trình bày với anh này. Mục nào, mục nào? Cái phần đất ở cái chuồng chó này này, mà anh định xây cái toilet này này. Đây này. Là nó cực vượng luôn. Vượng lắm à? Quá vâng. Vượng anh ạ. Thì đấy. Nó vượng nhất trong cả cái mảnh đất ở đây. Thế cho nên là cô bồ của anh đi xem thầy là nói đúng đấy. Thế à? Vâng. Thế thì chính vì như thế, anh xem thế nào lên cho bọn em một tí. 300 cây rồi mà còn chưa nhất trí lại còn phải lên nữa. Bởi vì chỗ này nó vượng hơn bình thường. Hơn chỗ khác. Mỗi cái toilet như bằng cái chuồng chó này thôi mà lại 300 cây bây giờ là còn phải tăng nữa. Vâng, bởi vì nó vượng. Thôi được rồi. Vì nó vượng. Vâng. Vì người yêu tôi. Vâng. Đúng không? Tôi quyết định giả anh chị 400 cây bán không. Bán chưa? Vâng, thôi thì thế này. Ừ. Vợ chồng em là thống nhất với nhau bằng mắt rồi. Dạ vâng. Đằng nào thì là cũng là hàng xóm. Hàng xóm láng giềng nhà anh. Ừ. Vâng. Thế mà bồ nhà anh thì ngồi ở đầu hồi nhà em để đi toilet cũng chẳng làm sao. Vượng lắm. Vâng, nó vượng dâu mà. Vâng. Thế thì bọn em thống nhất là bán cho anh. Dạ vâng. Vâng. Bán chưa? Bán nhất trí. Bây giờ làm việc với nhau ở đây hay là sang bên tôi? Dạ, sang bên anh.
sang bên anh cũng được. Sang bên đây gì? Vâng, sang bên anh. Thế thì mời hai vợ chồng sang vườn. Này, sao lại sang vườn? Hả? Anh ơi. Nhưng mà này, cái vấn đề là tiền nong nó nhiều thế, bạc như thế mà ngồi ở ngoài vườn nó không tiện. Yên tâm, yên tâm. Phòng khách nhà em, bàn ghế đàng hoàng, nước non đàng hoàng có phải được không? Ơi, yên tâm, toàn bộ là ngoài vườn hết mà. Thế anh chôn vàng dưới đất à? Chôn à? Chôn. Hạ thổ à? Chứ bây giờ tôi hỏi nhá. Vâng. 300 cây mùi tàu, đúng không? 24 cây húng chó, 74 cây húng quế, thấy không? 16 cây thì là toàn bộ không ở ngoài vườn thì ở đâu? À, thế có tóm lại có giao dịch ở bên kia không hay là giao dịch ở bên này? Mày bị hâm à? Hâm gì? Điên à? Hả? Hâm gì? Tao bảo là tao bán cái chuồng chó này cho mày bằng cây vàng nhá. Cây vàng 4.9 chứ không phải là bằng mấy cây mùi tàu với húng chó nhá. Chứ một cái cây đấy chó là vàng thì nó không là côn trùng vàng à? Sao? Ôi trời. Cái gì đây? Thằng này hâm. Hâm à? Ôi, đây, không đánh, không đánh, về, đấy, về, vắng cửa chính. Này, không đi cửa đấy nhá. Mày về đâu? Về nhà bằng cửa chính. Thằng hâm này, mày đi sang bằng đường nào thì về bằng đường ý. Về con đường đấy. Về, ôi, nó treo lên rồi. Đây, đây, đánh nó rồi. Treo lên rồi. Tại sao lại vớ phải đúng cái thằng hâm này sang đây mua mới bán này? Bực cả mình. Sáng nay tôi ra ngoài chợ, bà con nói là thằng này là thằng thắng vẹo, quê Hải Phòng, bị hâm nặng. Ủa thế à? Đi đến nhà ai cũng đòi mua chuồng gà, chuồng chó. Ôi giời. Mà nhà này có phải nhà của nó đâu. Thế nhà của ai? Trông họ. Ôi giời ơi, thảo nào tôi đã nghi ngay từ cái lúc mà nó đeo cái kính với cả cái mũ rồi. Thế à? Tôi đã thấy là thằng này nó hơi pha ly lông rồi. Ừ. Nhưng mà nói thật là mình muốn bán nhà thì mình cứ thấy là mình cứ... Thôi thì cứ nghĩ là nó... Đi. Nhưng mà này, nhưng cái vấn đề chính bây giờ ấy là tôi với bà ở vào đâu? Chui làm sao vừa được cái chuồng chó này? Hả? Bây giờ phải tính làm sao? Tính đi. Hay là thế này nhá, hai lần trước ấy thì tôi với bà, tôi đã giả vờ đánh bà đúng không? Ừ. Thằng Khôn nó đã nhường vợ chồng mình hai lần rồi. Ừ. Nhá. Nhưng mà hai lần trước là tôi đánh bà giả vờ. Ừ. Thế lần này ấy, bà chịu khó để tôi đánh bà thật. Quen đi nhá. Hơi đau một tí nhưng quen đi. Chịu khó một tí. Cành vàng lá ngọc nhá. Không có chuyện đâu. Vớ vẩn. Chịu một tí thôi. Không có chịu đựng gì cả. Thế bây giờ làm thế nào? Bỏ phương án ấy đi. Cũ rồi. Phương án 2. Tôi sẽ đánh ông. Ấy không được. Nó là em ruột của ông. Tôi đánh ông nó phải sót hơn tôi chứ. Nhưng mà tôi cũng gầy lắm, không đánh được đâu. Thì giơ cao đánh khẽ thôi. Ngu thôi, thế. Thôi. Ôi dồi, nó về kìa. Thôi. Nhanh lên. Thôi. Mày... Thôi. Tao này. Thôi. Tao này.